Trong những ngày qua, sau khi cơn bão số 3 đi qua, cán bộ và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên các cấp đã nhanh chóng khẩn trương tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Trước tình hình ngập úng do hậu quả của bão và mưa lớn, cán bộ và hội viên Hội Phụ nữ huyện Khoái Châu, Phù Cử, Văn Giang đã cùng với lực lượng chức năng tập trung đắp đê, chống tràn, tổ chức kết nối tiêu thụ hàng chục nghìn quả trứng, hàng ngàn buồng chuối, bưởi và ngô giúp nông dân tại huyện Khoái Châu, thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động. Tại các huyện, hội cũng tích cực triển khai công tác hỗ trợ người dân trục vớt cây cảnh, thu hoạch hoa màu, vận chuyển đồ dùng thiết yếu, giúp nhân dân tại khu vực nguy cơ lũ lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho bà con.